Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa quý khách hàng, hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong căn nhà yến này thì của ông chủ tại huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận. Về tổng thể, ngôi nhà yến này thì đã hoạt động được khoảng tầm là 3 năm, một cái vùng chim tương đối là tốt. Tôi nói là rất tốt chứ không phải là tốt, tại vì ở trên về phong thủy thì mái bên đằng sau lưng thì là một dãy núi, một mặt trước thì là một là cái khu vực Thanh Long, và đằng sau núi thì đã được nhà nước cái quản lý giao cho các hộ dân làm rừng rồi, thế là cái nguồn cây nhỡ rất là nhiều nên là cái lượng chim về núi ăn thảm thực vật tương đối tốt, là côn trùng là khá là tốt nên cái vùng chim này các bác ở đây cũng tương xây dựng cũng tương đối là nhiều nhà chim, mà cái tỷ lệ nhà chim nó bị lỗi kỹ thuật tương đối là nhiều nên cái tỷ lệ thành công không cao, nên cái nhà bác này cũng đã đầu tư ra căn nhà nó khoảng tầm gần 400 m², khổ là nó là 8-16, được chia ra làm các ô góc phòng. Cũng rất là may không phải xây dựng phần đó nên là phần kỹ thuật nó cứ để toang hoang ra nên nó không có chắn sáng chắn khí gì cả, nên là thế nhưng hoang dã như vậy, nhưng mà bác cũng là tương đối là thời điểm cao điểm nhất bác thu cũng được khoảng tầm 8 lạng 7 lạng 6 7 lạng gì đó, nó thu đều đều, nên là với một cái điều kiện thiên nhiên ưu đãi như vậy đấy thì tôi cũng đến đất Bình Thuận hôm nay là cũng khoảng tầm nằm nửa tháng rồi, thì cũng là làm căn cuối cùng cho bác để bác vận hành quy trình mới. Và bây giờ tôi sẽ đồng hành với bác, sẽ đi cùng với tôi để tôi hướng dẫn cách vận hành nhà yến. Về tổng thể thì đây bác, tôi chỉ lấy một cái dây đi đây thôi, chúng ta đã dồn hết lại mà đi theo một vòng tròn từ trên xuống dưới là hệ thống loa dẫn, còn nó cũng là phóng tôi đã bỏ rồi. Ở đây tôi sẽ làm cho bác một âm ly dự phòng, và đây âm chạy chính thì tôi sẽ đấu nối lại hai nhau, bởi vì không đấu nối lại được, mà tôi sẽ để lại một cái USB ở đây và một sòng nữa là tôi điều chỉnh hết tất các lại đây rồi, thì khi trong trường hợp mà nó bị sự cố âm ly này thì bác chỉ cần rút cái dây này ra cắm vào một đường dây duy nhất là cả cái nhà yến nó dẫn sẽ được hoạt động. Còn phần âm ly này là cái âm ly mà đã được chúng tôi điều chỉnh hệ thống âm du và sẽ để lại cho quý vị hay tất cả khán giả đều cái âm du này đều cắm điện trực tiếp 220, và đến khi mới có thay thế thì có một âm ly, nếu muốn đấu dự phòng sang quý vị phải chuẩn bị một cái âm ly như thế này cùng model, thì chúng tôi sẽ đấu sẵn là xong là chỉnh sẵn hết rồi, chỉ khi mà âm ly nó sự cố thì chúng tôi sẽ rút cái này ra và bật cái khác thôi. Âm ly bác này thì bác rất là quan tâm, rồi cái trái tim nhà yến thì bác cũng đã chuẩn bị cho tôi cái quạt ở trên này rồi và đẩy xuống đây, thì đối với dòng âm ly như thế này nó có những khe chúng ta dựng đứng như thế này, và trên này nếu mà nó có cái không có quạt thì chúng ta sẽ đậy một cái gì trên này nhỏ nhỏ thôi để cho bụi nó xuống, và trên đây hấp nhiệt quạt khí tốt. Đấy là cái phần âm ly, phần timer này tôi đã gần như dẹp hết, tôi dùng mỗi cái timer thôi. Rồi mời các bác vào trong đây để chúng ta tham quan cái nhà yến như thế này. Tôi sẽ hướng dẫn đi từ phần chẹt, tầng chẹt đi lên và đi tầng chẹt đi lên và đi xuống, thì tôi sẽ hướng dẫn từ cái phần trồng cu đảo chim như thế này để các bác có hình dung ra được. Nếu các bác nào có dính vào cái lỗ này thì các bác cũng tự sửa. Thì đây cũng là một cái mô hình chung của tất cả các nhà yến ở Bình Thuận, chúng ta nói chung chúng ta sẽ có một cái lỗ thông tầng thẳng đây, thẳng nhưng mà thẳng này là thẳng tham á, tức là tham cái ô nằm tổ, tất cả cái vị trí này được nằm tổ đấy, và sau lấn át toàn bộ những cái hệ thống đảo chim, lấn át toàn bộ thế này chúng ta gia tăng diện tích nằm tổ, thì thẳng như này cũng rất là may hơn là tầng lạch, may hơn là tầng xéo, nên cái phần này chúng tôi cũng không có phải đột phá gì cả, chúng tôi chỉ tăng cường thêm cái đường loan dẫn dẫn xuống và tôi quay lên để quý vị cũng hình dung ra được, và quay xuống quý vị cũng hình dung được, thì đá một lượt xuôi xong rồi đá lần ngược này mới biết là bàn thắng gì không. Thì trên đây là cái hình thẳng, trên đây thì mép bên trái màn hình quý vị ở mép lạch bên kia đấy thì đã có một cái lỗ thần thánh trên đó rồi, lỗ này nó là cái lu, và cái lu nhưng mà đường kính là 80 cm, thì tôi nghiên cứu xong thì tôi cũng không phải điều chỉnh cái phần lỗ khí trên kia đấy. Thế còn bên đây thì nó lại là một cái hai cái lỗ chim vào, nhưng thực tế chúng ta nhìn không thấy đâu, nó bên trái màn hình quý vị cũng là một cái lỗ bên đèn bên đây, và bên phải màn hình quý vị cũng có một cái lỗ bên đây, thì hai lỗ khí này thì qua tôi nghiên cứu thì nó rất là khuất, không bị đánh gió trực tiếp vào trong nhà, rất là may.
Và để xử lý con dẫn con chim xuống dưới này thì chỗ này cũng thơm quý vị, chúng tôi dẫn từ trên xuống dưới tôi review lại thì nó mới rõ. Thế là cái tầng trên này, cái đỉnh chỗ này tôi đang cái đèn đấy là tôi đã phải làm một cái cặp nó dẫn ở đây. Đấy, hướng ra cái đầu của cái lỗ chim đi vào. Và cái phòng kế tiếp, tầng kế tiếp tôi cũng làm một cái loa dẫn ở đây cũng hướng ra cái lỗ chim đi vào. Và đến cái tầng chẹt chỗ này thì tôi cũng làm một cái đường loa dẫn ở đây. Để hướng ra toàn bộ song song đưa cái miệng đó. Và thế đồng nghĩa là tôi đã dẫn được con chim từ trên kia xuống dưới này theo một đường thẳng, một góc 45 độ. Đấy là tôi view lại cho quý vị để quý vị dễ xem và đời chủ nhà cũng đi theo cùng với tôi để hình thành là biết rằng cái con chim nó bay thế nào. Thế về tầng dưới ở đây. Về tầng dưới chỗ này thì tôi này phải gióng con chim xuống đây. Vâng, gióng con chim xuống đây. Tôi làm một cái loa chỗ này và tôi sẽ hướng cái loa này để đi lên cái chỗ điểm này để cho con chim nó xuống một cách an toàn nhất mà nó không bị va chạm bất kỳ cái gì, mặc dù nó chỉ có 2,5 mét thôi, 2,5 mét vuông thôi, không có nhiều. Thì mé bên dưới này tôi cũng làm một cái loa dẫn ở đây và bên đây tôi cũng làm một loa dẫn ở đây. Và mé bên chỗ này thì tôi cũng đang làm một cái loa dẫn chỗ này để đưa con chim nó đưa lên cái góc ru chỗ này cho thật tốt. Đấy, để tốt thì nếu mà trong đây thì thực sự nó có một cái cầu thang, chúng tôi cũng không đưa con chim đi theo đường này, nhưng mà tôi sẽ phải dẫn khí từ bên trong cái ra ngoài này. Nếu trong trường hợp chúng ta không đục cái lỗ này ra thì nghiễm nhiên con chim nó đi đây nó cũng không có khí thì nó không bao giờ nó thoát được khí ra, thì nên là chúng tôi để một cái loa ở đây mà tôi hướng thẳng ra với đằng trước bên kia kìa, hướng thẳng ra bên trước thì chỗ này sẽ là điểm loa du lên trên đây. Về phần loa du, kết cấu loa du thì chỗ này là hôm qua này, chỗ này là nãy 61 nha quý vị. Đây thì kỹ thuật cũ đã làm cho hai cái đường du bãi 61 ở đây, là thực tế bản chất ở đây là kỹ thuật cũ đã làm cho tôi cái này là cái loa đường loa dẫn, đường loa dẫn của con chim ở trong hệ thống nhạy yến đã đưa lên loa du và đưa cái loa du ở đây. Đưa nó dẫn lên trên nóc nhà đấy, trên sàn nhà đấy, nó không hợp lý thì tôi đã cắt tỉa đi và chúng ta đấu cái loa dẫn này vào thành cái loa du rồi. Thì trên tổng thể cái nhà này thì nó có hai loại loa. Loa số 1 ở đây là kỹ thuật đã làm đường dẫn lên trên đây, nhưng toàn bộ chỗ này tôi đã biến hai cái đường dẫn của người ta thành cái đường du. Thì tổng thể nhà này du là du và dẫn là dẫn thì nó sẽ đồng bộ toàn bộ cái âm ly. Thì còn một số khán giả thì có hỏi tôi là sao ở chỗ này thì lại làm loa dưới số 1 và chỗ này thì là làm loa chữ nhật, thì tôi cũng nói với quý vị rằng tổng công suất hai cái loa này nó cũng chỉ là 8 ohm mà thôi. Tôi mở nhỏ hơn dưới 8 ohm thì số 1 với là cái loa hình chữ nhật kia không thành vấn đề nha quý vị nhá, tại vì công suất mình dùng rất là nhỏ. Nhưng mà có cái nhược điểm của cái dòng loa số 1 như thế này, khi quý vị bắt lên loa là loa du thì con chim nó không có nằm ở trong cái võng của cái loa này được quý vị nhá. Nhưng quý vị để cái loa này thì con chim nó sẽ nằm trọn gói trong đây này quý vị, nó đu rất là dễ. Thế vì nhà sản xuất người ta đã nghiên cứu sẵn rồi, người ta sẽ làm thiết kế loa du là loa du mà loa dẫn là loa dẫn, nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì chúng ta vẫn sử dụng loa này làm loa dẫn được, nhưng mà chỉnh âm thì nó hơi khó hơn so với đầu loa du này vì hai cái vòng tròn nó khác nhau. Đấy là tôi cũng thưa quý vị, và tôi sẽ đưa cho quý vị xem ở đây là một cái tầng chẹt của nhà này đang có chim, nên ở dưới này đấy thì đây là một cái hệ thống chứa nước ở đây. Hệ thống chứa nước này đã được ông chủ là đã hoàn thiện rồi, hoàn thiện cái hệ thống chứa nước này rồi. Dưới đây là chúng ta để hệ thống chứa nước ở đây. Hệ thống chứa nước ở đây, dưới đây là có nước rồi. Và chỗ này có nước hết rồi, tôi vào trong kia tôi sẽ mở cho quý vị coi. Và đây là đường dẫn con chim xuống. Và đây là đường dẫn con chim xuống, và bên kia là cái đường dẫn con chim vào nhà. Và trên chỗ đây chúng tôi đã làm hệ thống chắn sáng. Thì trước kỹ thuật trước là không hệ thống chắn sáng ở đây, chúng tôi đã làm hệ thống chắn sáng ở đây cho quý vị. Và đã làm hệ thống chắn sáng ở đây hết rồi, hoàn thiện hệ thống chắn sáng ở đây để cho con chim nó vào mà làm tổ. Ở dưới này chúng tôi không để vì để cho con chim nó phóng từ trong kia ra ngoài này, nó có cái lực, một cái đà để nó phóng lên. Và đây thì hệ thống nó dẫn, còn nó là đây hệ thống nó dẫn đây. Thưa quý vị, ở đằng mặt bên ngoài này thì chúng ta cũng để ý rằng mặt tấm sim bo, còn mé trong đây thì chúng tôi đã phải trang cái bạt
Vâng, chúng tôi phải trang cái bàn ở đây là làm cái gì? Trang mặt đây để chắn toàn bộ hệ thống ánh sáng, những khe nó lắp nói ở trong đó, chúng phải chắn sáng toàn bộ lên thì con chim nó vào đây nó mới làm tổ nha thưa quý vị. Đấy, nó mới làm tổ cho quý vị, còn nếu chúng ta để sáng nó không vào. Còn các hệ thống chống khí, hệ thống mà lỗi cái này là lỗi lớn nhất ở đây, trong tất cả các nhà yến ở Việt Nam thường là bị lỗi này rất lớn, là họ không biết được là dùng ở vùng nào dùng 114 và vùng nào dùng 90 và điều khiển khí này như thế nào thì gần như không nắm được, vì cái khí này rất là khó, bởi vì nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, nó cũng phụ thuộc vào cái thời tiết của từng mỗi địa phương khác nhau. Nên chúng tôi đã phải, mặc dù đã có những ống 114 rồi nhưng không đủ dung lượng để bơm khí và bơm nhiệt bơm ẩm vào, thì chúng tôi bắt buộc chúng phải khoan những cái lỗ là như thế này. Đây, tôi đã khoan những cái lỗ như thế này, quý vị cũng nhìn thấy rồi, cái sức lực chúng tôi làm cho một căn nhà yến thành công được nó cực kỳ vất vả. Đấy, nên phải khoan những cái lỗ như thế này để chúng ta nó bơm khí vào trong nhà, bơm khí được vào trong nhà đồng nghĩa là bơm nhiệt trong nhà và điều khiển được. Và đây tôi cũng phải nói với quý vị rằng tất cả hệ thống máy ẩm chúng tôi đã bỏ qua hết. Chúng tôi bỏ qua hết và chúng tôi như thế nào như thế này. Trong đây là nước này quý vị này. Đấy, hệ thống nước ở đây được ông chủ làm lại rồi, và trên đây là chúng trăng một cái lưới trên này. Trong cái lưới trên này để làm cái gì? Để nó thứ nhất là nó khống chế được không cho cái phân chim trên này rớt xuống quý vị nhé. Đấy, không cho phân chim rớt xuống, mà không cho phân chim rớt xuống thì đồng nghĩa này nó là tinh khiết, nó chỉ bốc hơi lên khi nhiệt quá cao hoặc là độ luân chuyển khí kém hay như thế nào đó, thì cái kho nước này nó sẽ cung cấp một lượng nhiệt vừa đủ để con chim nằm tổ và tổ nó không bị rớt, không bị tất cả thứ. Toàn bộ cái hệ thống trên này chúng tôi làm hệ thống bằng tự nhiên, không hoàn can thiệp. Đây quý vị sẽ thấy này, chúng tôi đã dắt hết toàn bộ các hệ thống dây điện ra. Dây điện là chúng tôi không sử dụng, và tôi sử dụng cái bóng sáng như thế này, và các hệ thống về tự động, các hệ thống tôi ngắt hết rồi. Đây không có một cái máy ẩm nào tại đây cả, nhưng chúng ta vào trong nhà yến này rất dễ chịu, nó có độ ấm của nó và nó có độ luân chuyển khí, và cái khe nhiệt trên này, những thanh nhà yến làm tổ như này thì nó đều độ ấm của nó, và khi chúng ta điều nhiệt tốt thì đồng nghĩa là con chim nó ấp ấy, không bị ung trứng nha quý vị nhé, nó ấp như gà đấy. Nó phải ủ và nó có nhiệt độ của nó thì trứng nó mới đảo, nó mới ra chim con cho chúng mình. Và khi ra chim con rồi, con chim con đó nó không có lông đâu, nó ít lắm, sau này nó phát triển ra được thì cũng cần phải nhiệt, và cái nhiệt nó đủ thì con chim con phát triển, nó không xù lông nha quý vị, cũng như vậy. Và trên đây là cái đường cầu thang lên đấy, thế vì tổng thể dưới đây thì nó cũng rất là thoáng thôi, không có gì cả, con chim lên được. Và trên đây là cái đường cầu thang. Ông chủ đã làm một cái đường cầu thang tuyệt vời luôn, đi rất an toàn, không vấn đề gì hết. Cái khoảng cách giữa cầu thang trên này và xuống tới đây cũng thoải mái, nên không bị đụng đầu. Nhiều nhà làm ngắn quá, thấp quá, tôi bị đụng đầu hoài luôn, bưu hết cả đầu, u hết cả đầu, chảy cả máu luôn. Nên chúng ta làm cái khoảng cách từ trên dưới này xuống dưới này sao nó an toàn cho cả kỹ thuật, cho mình chăm sóc nhà yến. Và đây thưa quý vị, đây đó là tôi quay lại cái khoảng trùng cung ở đây cho quý vị xem. Đấy, chúng tôi kết cấu đi đường nó dẫn lên đâu, tôi thì tôi không giấu cái gì hết, đường nó dẫn ở đây. Đây thì cũng là đặc sản này, cũng là miền Tây hay là miền Đông Nam Bộ, các thì các mô hình nhà yến này cũng gặp rất là nhiều. Đây, rất là nhiều. Thì tôi quay như thế này để quý vị dễ tưởng tượng, nếu mà quý vị gặp cái nhà yến quý vị cũng tự sửa được nhé. Đây là tôi quay cho quý vị để quý vị sửa nhà yến, không phải tôi quay cho quý vị giải trí đâu nhá. Nên chương trình nó không hay đâu. Trên đây nó là một cái loa từ trên này, tôi đã mắc trên này xuống để ra giữa chuồng cu. Và chỗ này tôi cũng mắc một cái loa ở trên này này, ở trên này này, đi xuống quý vị nhìn thấy hai cái loa không? Đấy, hai cái loa, một cái loa trên này và một cái loa dưới này cũng là nối tiếp nhau về âm quý vị nhá. Đấy quý vị xem. Và tất cả cái hệ thống chắn sáng ở đây là kỹ thuật người ta, chứ người ta bỏ, người ta không có làm hệ thống chắn sáng ở đây. Thế mà chim vẫn ở, thế mới hay chứ. Nhưng mà nó ở nó không phát triển quý vị ạ. Đấy, đó là tôi chỗ này thì tôi làm cái loa dẫn ở đây, loa dẫn vào ở đây. Và trên đây là cái loa dẫn vào. Và bên kia tôi cũng làm một cái loa dẫn vào chim. Vị trí tôi đã biến cái chuồng cu này, cái lỗ chim này cực hẹp luôn. Và bên đây cũng có một cái loa dẫn đây. Từ cái chuồng cu này nó rất là hẹp luôn, nhưng tôi đã biến nó hóa chúng nó, những cái đám chim nó xuống nó tọt trong đây rồi, nó vẫn đủ cái điều kiện nó đảo ở đây. Và nó đảo ở đây được thì nó mới có lực để nó xuống tiếp và nó đi lên.
Vâng, thế thì câu chuyện là chỗ đó, ở dưới này tôi quay kỹ cho quý vị rồi. Câu chuyện nó là câu sàn tiếp theo thì chúng tôi lại vẫn lại phải làm một cái đường loa dẫn ở đây và vẫn làm cái đường loa bên kia và vẫn đảm bảo như cái tầng dưới này để đảm bảo làm sao cho có cái sự luân chuyển khí và con chim nó hạ cánh xuống dưới và nó lên trên cực kỳ thuận lợi thì nó mới ở nhà mình. Đối với cái chuồng cô chỉ có 2m2 một cái đường thông chim này thôi để chim con nó lên được, nó xuống được là cả vấn đề, cả một nghệ thuật để thổi hồn vào đây chúng ta mới có con chim nó lên nó xuống an toàn, không bị va chạm vào khu vực này nhé quý vị nhé. Bóng điện thì đã được chủ nhà làm rất là sáng sủa thoải mái khi thu tổ hay là khi thăm nhà Yến, phát hiện ra cắt cúm hay là tắc kè hay là bất kỳ vấn đề gì bật điện lên là chúng ta nhìn được hết, không có phải gây tai nạn hay là gì khác. Hệ thống lò du đã được chúng tôi cắt tỉa một cách rất khoa học để tạo ra một cái giao thoa âm trong nhà Yến, quý vị thấy không? Đấy, quý vị thấy không? Cực kỳ là khoa học luôn, đấy, không có cái gì cả. Và cái gian tiếp theo ở đây, quý vị thấy không? Tôi đã phải che những cái bạt nó rất là chặt, rất là đen và rất là phẳng phiu và rất là đẹp, nhưng mà phải đảm bảo được cái gì quý vị thấy không? Đảm bảo được sự rung rinh của cái bạt này nhé quý vị nhé. Rung rinh như thế này này. Đấy, chứ đừng có mà căng tét lên là con chim nó bay vào nó phả một cái nó gãy cánh nó chết tội nó. Nên chúng ta cứ để rung rinh như thế này này. Đấy. Cứ thoải mái đi, thỏa con gà mái đi không có sao đâu. Cứ rung rinh như thế này khi nó lượn vào trong đây nó cũng không bị va chạm. Không va chạm nhá. Đấy. Cứ thoải mái làm, đừng có căng thẳng quá, cuối cùng là không được cái gì cả. Đấy thì quý vị cũng thấy này, tổng thế này tôi phải nên làm mặt đen bởi vì bạt đen nó không có một cái gam tối. Nó không bị phản ứng với cái màu khi con chim nó bay xuống, là mặt đen là cái màu gam tối. Gam tối thì nó phụ thuộc nó lại trong hang thì phải làm mặt tối. Còn trong trường hợp bất khả kháng quá thì chúng ta làm mặt xanh cũng được, không sao. Nó chắn tối tốt. Đấy cũng quý vị cũng không máy móc quá, cứ phải mặt đen. Không mua được mặt đen là không làm thì nó cũng không ok. Thì cũng thông báo quý vị như vậy. Và đây tôi sẽ đi vào trong đây và tôi sẽ quay lại cái ống khí. Thì trong cái vùng điệu đệm như thế này, trong vùng đệm như thế này tôi cũng không cho xả khí vào trong đây nhé. Trong vùng đệm tôi không xả khí vào trong đây đâu quý vị nhé. Và đây là một trường hợp rất cụ thể cho quý vị rằng tôi tại sao tôi không dùng ẩm, và ẩm vẫn đảm bảo được là tôi sẽ bơm nước vào đây. Đây là các thành này, nếu không có thành thì chúng ta làm thành gỗ, nó đóng vào đây thì ta xả nước vào đây, sau đó ta bịt cái lưới nan đấy, lưới trăng nan nó lên đây để tạo ra một cái gì, một cái độ ẩm rất tự nhiên. Khi tôi điều khí điều nhiệt nó chuẩn rồi thì ẩm nó trong đây nó bổ sung cho thì tuyệt vời luôn. Khi con ý nó làm tỏ chúng ta không cưỡng bức nó nha, không cưỡng bức cái vấn đề về nhiệt và ẩm nhé, là dùng máy là chết lại không có gì đâu. Hệ thống khí ở đây tôi đã làm quan lên những hệ thống khí như này, và trên đây tôi cũng làm một hệ thống loa dẫn đi từ đây sang bên kia để con chim nó đảo vào trong đây nó thoải mái, và tôi đi đường dẫn thẳng xuống dưới thế này và thẳng đường dẫn xuống đây nó rất là ok. Đấy, đường khí như thế này, tại vì cái vùng này nó hơi gió một xíu nên là tôi phải sử dụng những cái ống khí nó tương đối là dài để sao không bị hú nhé. Và đảm bảo được cái lượng nhiệt trong nhà này vừa phải. Nhà này thì tôi cân khí xong thì khoảng tầm 5 năm sau chủ nhà không phải đã tác động bất kỳ cái gì với cái hệ thống khí như này hết. Không phải tác động cái gì hết. Nó chỉ cái đường duy nhất nếu trong trường hợp nhà Yến này nó quá nhiệt, tức là nhiệt nó vào nhiều quá, tức là vào mùa cực nắng đấy, thì chủ nhà sẽ điện cho tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý bịt bao nhiêu ống ở đây để cho nhiệt tự xông vào trong nhà là đủ cái lượng khí. Còn tất cả các hệ thống trên đây chắn sáng đây chúng tôi đã được tận dụng toàn bộ những cái bạt mà chúng ta không sử dụng, nhưng mà phải mặt sạch nhá, bạt sạch nhé, không phải là bạt dơ đi ủ thuốc trừ sâu hay là đi bọc phân hay là cái gì đó mà mang lên được. Cái bạt này là bạt rất sạch. Rất sạch ở đâu? Rất sạch là do ở cái nền nhà Yến này, ở dưới này người ta không dùng, tôi đưa lên trên này dùng đó quý vị nhé. Đây có phân Yến đây này. Chứ chúng ta mà lại lấy bạt phơi cà phê hay phơi tiêu hay là phơi phân xong chúng ta đưa đây là toang cái nhà nhé quý vị nhé. Và đấy là tôi cũng thông báo quý vị. Phần này là phần chắn sáng thì chúng tôi đã chắn sáng ở trên đây là đảm bảo được cái kỹ thuật để cho nó làm tỏ bên trong. Còn phòng này là phòng đệm mà phòng trung chuyển chim. Đấy, chúng ta cũng không đừng nó làm cho nó phức tạp vấn đề. Nếu chúng ta mà chắn ở đây nó kỹ càng quá còn chim không vào được trong nhà thì cũng toang, nó là chuyện bình thường. Đấy, tôi cũng thương quý vị như vậy. Này. Vâng, chúng tôi đã làm xuống đến cái tầng
tầng 2 rồi. Bây giờ tôi nên đi tầng 3 cho quý vị để quý vị cũng nghiên cứu và tham khảo thêm các hệ thống loa đồng như thế này. Chúng tôi đã được cắt đi, chúng tôi sử dụng. Bên kia tôi làm một cái đường loa dẫn bên kia. Và đấy thì đảm bảo được cái số nhiệt. Mà số nhiệt thì càng lên cao ấy, càng lên tầng cao thì nhiệt càng cao nhé. Và đi lên trên. Trên nó kia. Nhiệt càng cao, càng lên tầng trên cao thì nhiệt càng cao. Vì nhiệt càng cao, tôi vẫn để nhiều ống. Nhiệt càng cao thì bao nhiêu thì con chim con nó sẽ thích bấy nhiêu. Nên tôi đã phân tầng ra 3 sàn. Sàn đầu tiên là sàn chim con, sàn thứ hai là sàn chim nhỡ, và sàn cuối cùng nhiệt độ thấp hơn thì tôi đã dẫn được con chim làm tổ và cái chim già xuống dưới đất để chúng ta làm tổ. Quý vị tôi phân tầng ra. Vâng, mời các bác lên trên đây để tôi hướng dẫn cách vận hành cái khí ở trên này, cái khí trên tầng này nhá. Đây cái này là tôi cũng trao đổi với chủ nhà luôn, và cũng là một cái điều quan rất quan trọng cho người Yến này vận hành cái nhà Yến. Thì trên đây là chúng tôi đã đưa hết toàn bộ cái hệ thống ống dài rất là dài trên này nha. Nó đều có mục đích và có mưu đồ hết chứ không có chuyện đơn giản nha. Vì như thế này, hiện nay tôi đang cần một cái lượng nhiệt rất lớn ở trên cái sàn này. Tôi đang cần lượng nhiệt rất lớn trên sàn này nên tôi mở rất nhiều ống để cho nhiệt xả vào trong nhà. Tôi đang cần nhiệt lớn để gì? Để cho con chim con lên trên đây ở tuyệt vời nhất. Được chưa? Đấy, để tuyệt vời nhất tôi để rất nhiều ống như thế này nhá. Thì tháng sau chúng ta sẽ ăn, cái lượng chim con nó sẽ ở đây rất nhiều mà nó rũ lông. Xong, tôi không cần nhiệt cao nữa. Tôi chuyển sang lại đường tổ, giúp nó xuống dưới. Khi muốn mà nhiệt hạ nhiệt đi thì các bác bịt cho tôi cái ống ngắn ngắn này này, bịt lại ha. Nghe chưa? Đấy, khi mà nó rũ lông rũ đồ rồi ok rồi, nhưng sang cái mùa mưa đấy là bác xả cái nhiệt này ra, mở ống này ra. Nhưng mùa nắng đấy mà nó nhiệt nó cao ấy, mình thấy nó cao mà thấy người mình nó quá mà một ra đấy, thì mời các bác đóng cho tôi những cái ống ngắn lại dùng tôi. Bởi vì sao? Khi chúng ta đóng ống vào thì đồng nghĩa là chúng ta không cho nhiệt vào trong nhà, nghe chưa? Nó khác quá, hiểu chưa? Nói rồi khi ta không tin nhưng cứ làm thử coi ha. Đấy thì chúng ta sẽ đóng là nếu mà nhiệt nó cao quá đấy thì chúng ta đóng hàng trên nhá. Đóng hàng trên lại thì chúng ta đồng nghĩa là chúng đưa cái ống dưới này, ống trên cao này đưa xuống dưới, hiểu chưa? Đóng hết hàng trên rồi tôi để hàng dưới, chim nó không ngộp đâu mà sợ, nghe chưa? Bác hiểu ý tôi nói không? Nếu trong trường hợp nhiệt cao nhá, tức là bác lên mà nó vã mồ hôi ra đấy, vã mồ hôi hột đấy, thì tốt nhất thôi cho hai cái em ống dài đưa xuống dưới cùng tôi, biệt cái hai em trên lại nó hãm nhiệt lại nhé. Còn nếu mà là mùa mưa ẩm nó cao á, ẩm cực cao luôn đấy, thì bác phải cố gắng mở cái ống ra. Mở ống ra để làm gì bác nhau? Vì cái độ ẩm bên cao bên ngoài rất cao mà độ ẩm bên trong thấp, mình phải trung hòa ẩm. Trung hòa ẩm cho nó, nếu không trung hòa ẩm nó tranh lệch nhau chim nó không thích. Được chưa? Nên tức là nó vẫn ở thôi nhưng nó không thích. Nó không thích là mình thua. Được chưa? Nên mình phải làm cho nó thích. Đúng không? Đấy, đấy thì bác tư duy như vậy. Thế còn cái hệ thống nó dẫn thì nó cũng như là ở các tầng khác thôi, không có vấn đề gì cả. Đây, vì cái tầng này ấy là cái tầng trên đỉnh này chúng tôi cũng không chắn hết xuống dưới này cho bác được. Bác hiểu ý tại sao không? Vì chim con là dòng chim rất nhát. Thứ nhất là đi dễ va chạm. Cái thứ hai ấy là nó là trung chuyển chim. Cái thứ ba ấy là nó phải sáng từ từ. Con chim con nó phải sáng từ từ. Hiểu chưa? Nó sáng từ từ chứ nó không thể nào nó và tối om nó không chơi đâu. Thôi để tạo một sân chơi trên này, để gian này gian VIP là những chim con thì thôi mình để thông thoáng một tí nhá. Vâng, và sau này nếu trong trường hợp chim con mình cũng ok mọi thứ rồi thì cũng mời bác là làm cho tôi cái là gì, chắn là tôi đến chỗ này thôi nhá, đến đây đấy, xuống tận đây luôn này đấy. Thế để trên đây thế làm tổ thôi, có gì đâu, đúng không? Đấy, thế mà khi chắn đấy thì cố gắng làm tôi cặp loa chỗ này này để dẫn nó vô, đấu thêm như thế này này, dẫn nó vô cái này này, thì là cắm một cái xuống này. Đấy. Nhưng mà nói trước là khi mình làm như vậy ấy, thì cũng có khả năng con nó va vào, nên thôi thì mình làm cứ từ từ, từ bên này,
sang đến đây tí, dây cuộn ấy, như dây cuộn ấy, sang đây tí, sang đây tí, nó đi khoảng một tuần cái này thôi mình đóng cho mới cửa mình đi chỗ này. Đó là cái cách mình phải làm từ từ, chứ nếu mình đóng một phát ở trên dưới đi tai nạn giao thông tội lắm. Đó, mình làm cái cuộn đấy, đấy xong mình đây xong đi đến đây từ 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 trái từ phải sang trái đến chỗ này được một cái cửa bằng này thôi, cái cửa bằng như này này, nó lượn từ trong kia đi vào đây, thì chỗ này nó lại làm một cái ô làng tổ lý tưởng cho nó. Nhưng bây giờ làm là nó không ok đâu, chim nhát không vô, hiểu chưa? Nên là cái gian này là tôi kêu nhân viên tôi là làm y những gì tôi nói, là sau này tôi giải thích cho, giải thích cho thì nó nhát lắm, vì cái cửa kia tôi đi vào này, chim con là bung vào cửa này và bung cửa kia, nhưng khẳng định quý vị rằng khi tắt điện chỗ này vẫn đủ điều kiện để làm tổ, nhưng mà làm chưa vip thôi. Nhưng mà thêm đây thì nhà vị này cái nhà nó rộng nên chỗ này cũng là một cái nơi làm tổ, mà đầy chỗ này thì thôi cũng chả cần gì phải nói, cái gian này là gian vip để làm tổ này, đấy nó cực kỳ tối luôn. Đúng không? Đấy là vị trí nó tối từ trong, từ ngoài đi vào đây dần dần. Nên cái gian này tôi dành cho chim con nhá. Nên là nó ít tỏ hơn thì bác cũng thông cảm. Nhưng mà kéo lại ở dưới nó ok. Đó là cái quy trình mà xử lý nhà yến, nào cũng vận hành nhà yến. Thì các hệ thống nó dẫn đây. Tôi dẫn tận đáy nhà này. 1 này. 2 này. Đấy. 3 này. 4 này. Đúng không? Tôi dẫn từ đây vào đây. Và bên kia tôi cũng dẫn theo đường này. Dẫn từ bên này, từ bên đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, thế tôi dẫn như vậy thì chim con nó rất là dễ thoải mái trong vấn đề nó vận hành như vậy. Nhưng mà cuối cùng là muốn dẫn đi đâu thì dẫn, nó phải dẫn nó vào đây. Thì nó mới rỉa lông ở đây, nó bắt cặp ở đây, nó mới làm tổ cho mình ở đây nha. Còn phần chỗ này thì nó cũng từ từ chân lung chuyển chim. Thế sau khi mà nó lung chuyển chán ở trên này nó nóng quá, nó làm tổ thì nó sẽ xuống tầng dưới cho bác nhé. Tầng dưới là mỗi một tầng, tầng trệt là nó ẩm hơi cao, tầng thứ hai là chẳng vừa, còn thứ ba này là nó ẩm ít, nó chỉ khoảng đạt khoảng tầm 65% là tốt, mà không có 50 mấy à. Cái chim nó thích, nó thích thế. Đấy, còn mình mà nếu mà trong trường hợp nó nóng quá mà độ ẩm nó thấp quá mà nhiệt độ quá cao thì vui lòng bịt cho tôi mà hai mấy cái ống bịt từ ngoài này vào trước nhá, bịt từ đây trước này, bịt từ ngoài này vào trước này, bịt hai ống này này và bịt hai cái ống này luôn nhé, hai ống này luôn đấy. Nó nóng quá mà chưa vẫn chưa ok được thì mình cho tôi tiếp ở trong, vì chúng ta không bịt ở đây có hiểu ý tôi không, vì chúng ta bịt ở đây là khí không đủ, không đẩy đẩy được ra đấy. Thế mà bịt thì cố gắng bịt hàng trên xong rồi ngồi hàng dưới, chứ đừng ai bịt đằng dưới để hàng trên chết không được nhé. Ok, ngoài không, không có khí nó đẩy ra đấy chứ. Đây này, vì nó đây là tôi phải bịt thế này, tôi bịt trước đây này, đây đây quý vị này, tôi quên mất cái này nhé, tôi để đây cái này tôi bịt này, thấy không, được chưa, tôi bịt này, được chưa, rồi sang cái thùng cu tôi cũng bịt này, đấy bịt hết này, thấy không, đấy bịt hết luôn, giấu làm chi này, đây chỉ tận tay, đôi khi chưa làm được giấu làm chi cho nó mệt mỏi, đấy nỗ khí này, loa này. Đấy. Mà trèo lên kia sợ quá, nó trèo chân yếu tay mềm trèo nó. Công ty nào mà đẩy chim thì bác cứ nào nó xây luôn cái bên cạnh. Đấy, chúng ta khắc phục toàn bộ căn nhà yến này là tổng cộng là 2 ngày, tại vì 2 ngày là do có nhân viên học việc nên là tôi phải cố gắng là để làm cho nhân viên tự làm xong tự cảm nhận, chủ nhà tự làm, cụ tự theo chúng tôi hướng dẫn. Trong 2 ngày tôi hướng dẫn là cũng cung cấp cho một cái lượng kiến thức rất là lớn. Phải nói 2 ngày chúng tôi là cung cấp toàn bộ những kiến thức vận hành nhà yến cơ bản cho nhà yến nó hoạt động, là chúng tôi mà khi các ông chủ nhà mà nó thông rồi tôi sướng lắm, tôi không có phải làm gì cả. Lúc đó là không alo luôn này. Cấp cứu mệt lắm, âm đi và cháy âm đi chặt cái là cái tự xử lý được. Vận hành nhà yến như này thì cũng yên tâm, không ra cái uống cà phê. Ấm nhà tôi này 80, ông về ông làm mọi cách để 80 thì chết cũng được nha. Đấy là tinh thần như vậy. Cũng một ngôi nhà thôi nhưng ba cái sàn là ba độ ẩm khác nhau, ba nhiệt độ khác nhau. Mình có mục đích riêng, mình chơi riêng. Người thành công có lối đi riêng, không đi chung với ai hết, mệt lắm. Nha. Đấy, đi buôn thì có bạn thật, đi bán có phường, nhưng mà thành công người ta có đi riêng của người ta đấy. Đấy là cái nhà này nó có một cái lợi thế riêng, đã có chim rồi. Thu cũng mỗi lần cũng 6-7 lạng thì cái vốn nó có sẵn rồi, thì một vốn là 4 lời thế thôi, thế là giàu
cần làm nhiều đúng không? Đấy, đây, và từ thứ nha quay lại cho này, đây cái nổ khí kia. Đấy, đây cái nào. Một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị và cũng hẹn quý vị vào video của lần sau. Cái nhà này thì hôm qua tôi đã làm phim rồi, kết quả rồi. Và hôm nay thì tôi cũng làm cái nguyên nhân thôi, làm kết quả ngày hôm qua. Cái gì cũng có nhân quả hết, mình trồng cây xoài nó phải ra trái xoài. Chứ mình không thể trồng trái xoài mà ra trái bưởi được đâu quý vị. Quý vị cũng hết sức quan tâm cái vấn đề này. Mọi chi tiết quý vị có nhu cầu cứ điện thoại trực tiếp cho tôi, giám đốc kỹ thuật 0987061988 để chúng tôi được trợ giúp quý vị tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi qua những thời gian clip vừa qua. Và hẹn quý vị ngày mai chúng tôi tiếp tục ra tỉnh Ninh Thuận và Phan Giang Tháp Chàm, một nơi cũng đầy cái bí ẩn về cái nền văn hóa mỗi địa phương. Và tôi cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt.